làm cái challenge gì vui vui mới mẻ sáng tạo. Thế nên hôm nay bọn tớ đã lục tung trên mạng để tìm được một challenge và tớ thấy cũng khá là hay ho. Nó cũng rất là đơn giản thôi. Challenge này có tên là most likely to, có nghĩa là ai sẽ có xu hướng làm việc đấy hơn. Bọn tớ sẽ đưa ra một hành động và hai đứa sẽ đoán xem đứa nào trong hai đứa sẽ là người làm cái hành động đấy. Cái này sẽ là một cái cơ hội hay để các bạn hiểu thêm về bọn tớ và cũng để bọn tớ hiểu thêm về nhau. Thì đây tớ đã có hai tờ giấy, Loan và Diệp. Tớ sẽ đọc câu hỏi và bọn tớ sẽ không nhìn đáp án của nhau và sẽ tự đưa ra câu trả lời. Đến 1, 2, 3, đưa lên nhá. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Bọn tớ đã sẵn sàng. Bắt đầu, ai hay có xu hướng cry in public, khóc ở chỗ đông người? Để tớ nhớ. Vì sao? Tao chỉ biết là tao chắc chắn sẽ không khóc ở chỗ đông người thôi. Với cả tao cũng ít khóc lắm. Nhưng đã có một lần khóc ở trước public và một điều kinh khủng nhất. Đấy là điều hối hận nhất thì không thể chịu được. Tớ không nhớ là lần cuối cùng tớ khóc ở chỗ đông người là như thế nào. Nhưng mà tớ đã từng có những lúc mà tớ rất hay như thế. Tớ không biết, không phải là tớ là người hay kiểu suy sụp cảm gì đâu, nhưng mà tớ là cái kiểu mà tớ không quan tâm đến background như thế nào ấy. Khi mà tớ đã muốn khóc thì dù là tớ ở một mình hay tớ đang ở sân vận động với 40.000 người thì tớ vẫn có thể khóc được. Câu số 2 là ai là người hay có xu hướng quên ngày sinh nhật? Tao. Thế chính là tớ. Tớ sẽ không bao giờ nhớ được tên là một, ngày sinh nhật là hai, kể cả những người thân nhất. Nếu các bạn đã xem clip 50 Facts About Us, 50 sự thật về bọn tớ thì cũng biết là Diệp đã thú tội là Diệp có một trí nhớ rất ngắn hạn, không thể nhớ được những thứ liên quan đến số má. Còn tớ thì siêu nhớ những cái này, tớ không bao giờ cần đến Facebook để nhắc ngày sinh nhật bởi vì tớ luôn luôn nhớ ngày nào, năm nào đấy. Tớ luôn luôn quên đi, nên các bạn đừng trách Diệp nữa. Câu hỏi số 3, who is most likely to tiêu hết tiền vào một cái gì đó? Khó thế, tớ không biết. Rất có thể là tớ đã lâu rồi không làm việc đấy, nhưng mà ngày xưa thì rất thường xuyên nên chuyện bình thường. Thực ra thì tớ cũng có những lúc như thế, chẳng hiểu sao cái này tớ nghĩ đến Diệp trước. Tại vì tớ cảm thấy gần đây tớ rất là tiết kiệm, tớ chẳng mua bán gì mấy, rất ít mua mỹ phẩm và quần áo thì tớ hầu như không mua. Thế là Diệp thì lúc nào cũng có một cái số nhu cầu nhất định phải có quần áo mới đúng không? Đó, lâu lắm tớ cũng không mua rồi, nhưng mà khi nào mà lên cơn thì sẽ mua điên cuồng. Nhưng mà bây giờ lớn rồi nên cũng đã biết cách kiềm chế tiêu xa hơn. Thử thách, câu hỏi tiếp theo. Ai mà người có xu hướng cưới người nổi tiếng? Thế là Loan rồi. Thế sao? Thôi nhé. Mày chứ hả? Tao không quan tâm. Tao yêu anh ấy. Vì anh ấy là anh ấy. Thế mày thì... Tao chẳng thấy hoa rồi. Thế? Không. Một khi biết là celebrity ở trách xa rồi. Không cần tìm hiểu nữa. Tao sẽ bỏ ngay từ bước tìm hiểu. Không để đợi đoạn lấy thôi. Trời ơi, nhưng mà kiểu Diệp là đúng đấy. Tớ khi mà tớ đã thích ai, tớ bảo tao không quan tâm. Tao không quan tâm tuổi tác nghe nhiều giới tính. Chẳng không có quan tâm đến giới tính. Câu hỏi tiếp theo, who is most likely to be sleepy? Sao lại nói? Tức là tớ buồn ngủ hay nhầm nhầm? Thế chả là tớ rồi, lúc nào tớ có buồn ngủ, lúc nào tớ cũng có thể ngủ được. Tớ có thể ngủ mấy ngày liên tiếp không ăn cũng được luôn. Kiểu Diệp Diệp lúc nào cũng chửi tớ là sao mày không ngủ à, mày ngủ ít thế. Thì kiểu 2 giờ sáng tớ đang còn thức và thấy 5 giờ đã thấy dậy rồi. Nhưng có một cái bệnh nó gọi là cái gì ấy, kiểu hưng phấn dạ nhẹ ấy, tức là không hoàn toàn cơ thể không có nhu cầu cần phải nghỉ ngơi và ngủ ấy. Tức là hoàn toàn có thể ngủ 3 đến 4 tiếng trong một ngày mà vẫn hoạt động như người bình thường. Tớ rất là lười ngủ ấy, tại vì tớ không hiểu tại sao cứ cảm giác ngủ là bị mất lãng phí thời gian ấy. Sẽ luôn có việc gì tốt hơn để làm. Thế là rất là lười ngủ. Không, tớ rất thích ngủ. Who is most likely to be a flirt? Là ai là người mà hay tán tỉnh? Loan. Vô tình thả thính cho người khác mà mình không để ý. Và sau đó người đấy sẽ kiểu nghĩ sai về mình, hoặc là nghĩ là mình bật đèn xanh gì cả. Tớ không hề cố ý đâu, nhưng mà
kể cả đến bây giờ lấy chồng rồi sự vẫn hay bị thỉnh thoảng một số người nghĩ con mình mà đèn xanh ấy, kiểu đấy kiểu tớ vô tư tự nhiên mọi người thôi, còn tớ thì chế độ tự động là tỏ ra khó chịu và kiểu tạo nên một rào cản cho đến khi mà có một cái cơ hội tiếp xúc gì đấy sâu xa hơn. Nhưng mà cũng tại kiểu background tao kiểu suốt ngày ở xung quanh bạn trai ấy, từ hồi xưa đã kiểu học lớp chuyên toán rồi chuyên hóa rồi tao bạn trai và tớ chơi với rất nhiều con trai nhưng mà một cách tự nhiên là tớ không thích con trai, ý là bình thường qua chơi chủ đó là bạn mình rồi. Tiếp nha. Who is most likely to cry in a sad movie? Chắc không biết cả hai nữa. Thôi chẳng đi. Ai hơn á? Cha tớ. Hay không thấy giờ toàn đúng chung đáp án nhau. Nên nói chung ở trên phim của mình thì khóc ở chuyện rất bình thường. Sẽ cảm động với mọi nhân vật trong phim, mà phim nào buồn quá sẽ kiểu buồn đến mấy ngày liền ý. Tớ cũng hay khóc, nhưng mà tớ lại khóc hơi dị. Tức là những phim mà mọi người mua nước mắt của rất nhiều người tớ không hay khóc, mà tớ cứ hay khóc vì những cái linh tinh ý. Ví dụ kiểu Maleficent tớ khóc tại vì cảm động tình cảm mẹ con ý. Ok, đấy. Ừ, nó bảo tớ đấy là bộ phim hay nhất trên trần đời này. Tớ đã đi xem à. Không có gì để bình luận. Câu tiếp theo là who is most likely to talk to animals? Nói chuyện với động vật. Không, tớ không nói đâu. Mày nói. Tao có nói, tao tưởng mày nói. Không, tao không nói. Tao chỉ nghĩ rằng nếu mình nghĩ cái gì nó cũng sẽ nghĩ thế. Thế à? Ừ, tao sẽ có những người bạn mà ngồi tâm sự với mèo và chó ấy. Tao sẽ không như thế. Thực ra tao lại hay thế. Nhưng mà tại vì Diệp hay sống xung quanh nhiều động vật hơn nên là tớ nghĩ là Diệp. Nhưng mà tớ cái này lây từ chồng tớ, tại vì anh ấy rất hay nói chuyện với đồ nghề vô tri vô giác và động vật. Thế à? Trước ngày làm cái gì cũng bảo kiểu bảo cái tủ lạnh thì hay fridge kiểu behave xong rồi kiểu tớ rất là lây bệnh đấy từ anh ấy. Đấy thế tớ đúng rồi. We're most likely to get drunk. Loan. Tớ không uống đồ uống cồn á. Thì mọi người sẽ nghĩ mày là anh kiểu tao lối sống vô thải. Không phải, tại vì có một lần là sinh nhật thứ bao nhiêu của một đứa bạn tới là ở nhà nó. Và đấy là lần đầu tiên tớ bảo là thôi rồi, tớ nên lại say một lần cho biết. Xung quanh thì toàn bạn thân thôi, có người yêu tớ nữa. Thế là hôm đấy đã uống rượu, xong rồi lại còn uống rượu Việt Nam ý. Ôi, thế là hôm đấy tớ đã có một cơ say quá kinh khủng. Và sau đấy tớ thề với cuộc đời mình là không bao giờ uống rượu, nó bị quá kinh ý. Sao chuyện gì xảy ra? Thì nôn nhất các thứ, nhưng mà cái cảm giác nó rất kinh khủng các thứ. Tức chưa làm gì sai trái đâu. Làm gì để hối hận đúng không? Chỗ đó quay clip kiểu rất vui, đòi ôn hôn thế hồi ấy, thật nguy hiểm. Hay là có bạn bè bên cạnh bảo vệ. Tớ cũng không bao giờ kiểu say xỉn ở những chỗ người lạ thứ đâu, mà tớ chỉ có khi nào ở nhà với chồng hoặc là chơi với những đứa bạn rất thân thôi. Với cả hồi đi du học thì cũng hay chơi các trò chơi như là uống ấy. Tức là nó trở thành một cái hình thức giải trí vui vẻ chứ nó không phải là thứ gì đó nghiện ngập hay gì cả. Nói chung cả lúc bạn tớ cũng ít khi uống rượu, xong chồng tớ cũng không uống bia rượu, nên tớ không có cơ hội để. Who is most likely to fall while walking? Tức là kiểu đang đi thì bị ngã. Tớ nghĩ thế. Tớ không ai đi ngã. Thực ra cái này thời hồi xưa xảy ra nhiều cực. Kiểu bản thân của tớ là Yến ý, nó sẽ biết. Vì hồi xưa tớ hay đi xe buýt với nó, cứ tự nhiên đang đi xong rồi kiểu ngã. Và kiểu đi giày để bạn biết xong rồi kiểu có ai phải biến ra. Kiểu xảy ra rất nhiều luôn. Gần đây thì không có nữa, nhưng mà đấy, Yến mà xem cái này chắc chắn đâu biết tớ đang nói gì. Tao có thể đoán được vì kiểu mày sẽ đang làm một việc gì đấy, mày sẽ nghĩ đến việc khác ý, nên dễ như thế. Nhưng kiểu nên tớ không bao giờ đi giày cao gót mà tớ cứ tự ngã được ý, không hiểu. Tớ rất tự tin về khả năng vận động của tớ. Ví dụ như đi cầu thang tớ sẽ luôn chạy. Tớ không bao giờ đi cầu thang xuống một cây bình thường, tớ luôn chạy. Thế nên là lúc nào mọi người bảo là đi từ tốn thôi, lúc nào chạy lên. Trộm vía chứ không bao giờ ngã. Thế tớ rất tự tin. Who is most likely to be impatient? Là người không kiên nhẫn. Mất kiên nhẫn, toàn. Chắc ơi khổ này. Cái thứ xấu xa nhất rồi này. Đã xấu gì? Hơi chây ý, đợi bao lâu được. Tớ thì rất hay kiểu sồn sồn ấy, đã muốn làm cái gì là phải làm, đã không thích thì phải vứt, không thể nào mà tiếp tục giữ được ấy. Đấy. Thôi rồi, câu cuối cùng. Who is most likely to be the first one to die in a zombie apocalypse? Ai là người hay
mà có thể dễ chết đầu tiên nếu có thảm họa zombie. Tớ tại vì chắc là tớ sẽ kiểu tìm một chỗ nào đấy để ngồi đấy đợi cho nó nghi ngờ. Ừ, tớ sẽ ra kinh chiếm nó. Chắc lúc đấy sẽ phải bảo chồng ơi cứu em. Tớ không có khả năng đấy đâu. Đấy, cho nên là một cái task rất là vô thưởng vô phạt, nhưng mà chắc các bạn có thể thấy là bọn tớ đã rất vui khi thực hiện cái thử thách đấy, tại vì qua đấy bọn tớ hiểu thêm về nhau và cũng là hiểu thêm về bản thân. Có những cái tớ không nghĩ là tớ thấy đâu, nhưng mà hóa ra là đã cho Diệp cái suy nghĩ đấy trong đầu, thế nên là xem lại mình một chút. Hay phết, nhưng đúng kiểu rất khác nhau, thì chắc chắn sẽ tìm được một đứa là cái thế và thứ kia thôi là. Nhưng mà kiểu bọn mình có rất nhiều điểm khác biệt về tính cách ấy, thế nên là các câu trả lời rất là quyết đoán và hầu hết là đều trùng hợp với nhau chứ không phải kiểu đắn đo. Nếu các bạn có bạn thì bạn bè thì hãy thử chơi thử trò này nhá. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye.